Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Cảnh Nghiệp Đình với vẻ ngoài thư sinh, điển trai, cùng ngoại hình sáng, từng gây được sự chú ý với khán giả khi đảm nhận vai nam chính Quách Tĩnh trong Anh Hùng Xạ Điêu, Hàng Long Thập Bát Trưởng. Cảnh Nghiệp Đình sinh ngày 10 tháng 1 năm 1998. Sinh ra tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Chiều cao 1m80, cân nặng 65kg. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thượng Hải. Vào năm 2017, Cảnh Nghiệp Đình bắt đầu gia nhập làng giải trí Hoa ngữ khi góp mặt trong bộ phim cổ trang Thiên Thịnh Trường Ca với vai diễn phụ nhị hoàng tử Ninh Thăng. Bộ phim với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như Trần Khôn, Nghê Ni, Bạch Kính Đình đã lên sóng vào năm 2018. Sau đó, Cảnh Nghiệp Đình thành công có được cơ hội tham diễn bộ phim điện ảnh Phong Thần Tam Bộ Khúc và bộ phim cổ trang dài tập Phượng Tù Hoàng. Sau đó, vào năm 2020, Cảnh Nghiệp Đình đảm nhận vai diễn Mộc Thiên Sơn trong một bộ phim Hạ Y Hành, được chuyển thể từ tiểu thuyết Đam Mỹ do La Vân Hy và Trần Phi Vũ đóng chính. Tuy bộ phim này đã được khởi quay từ năm 2020, nhưng đến nay lịch chiếu của bộ phim Đam Mỹ chuyển thể vẫn chưa có thông tin. Đến năm 2021, Cảnh Nghiệp Đình được đông đảo khán giả chú ý đến khi anh được đảm nhận vai nam chính Quách Tĩnh trong bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu, Giáng Long Thập Bát Trưởng. Nhưng sau khi bộ phim được phát sóng, Cảnh Nghiệp Đình lại nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng Cảnh Nghiệp Đình với vẻ ngoài thư sinh nên không hợp với hình tượng nam chính Quách Tĩnh. Sau Anh Hùng Xạ Điêu, Cảnh Nghiệp Đình tiếp tục tham gia bộ phim cổ trang Trường Nguyệt Tấn Minh với vai diễn Diệp Thanh Vũ. Bộ phim quy tụ một dàn diễn viên nổi tiếng như La Vân Hy, Bạch Lộc, Trần Đô Linh, Đặng Vi và nhiều diễn viên khác. Trường Nguyệt Tấn Minh là bộ phim cổ trang được đầu tư khá lớn từ bối cảnh đến tạo hình nhân vật. Sau khi phát sóng, phim có lượt xem khá lớn. Bên cạnh cặp đôi chính La Vân Hy, Bạch Lộc thì các cặp đôi phụ Cảnh Nghiệp Đình, Tôn Chân Đi cũng được khán giả quan tâm. Trường Nguyệt Tấn Minh lên sóng trên Youku ngày 6 tháng 4. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.